Chào cả nhà, ngày hôm nay thì Huy khá là rảnh và nhân dịp đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những phương pháp có thể tập thể dục tại nhà để có thể nâng cao cái sức đề kháng của mình cũng như là củng cố lại cơ bắp, củng cố và giữ cái form của mình ở cái mức vừa phải khi mà chúng ta không có thời gian để tới lớp tập gym hay là có một cái lịch trình tập luyện đúng bài bản. Thì cái hướng dẫn sau đây có thể là phần nào đó cho các bạn có thể giữ được cái bóc dáng cân đối và đẹp trước mắt mọi người nhé. Bây giờ hãy theo dõi Harry nhé. Harry đã quay trở lại và cái bước đầu tiên chúng ta có thể có một cái buổi tập luyện hiệu quả mà không bị chấn thương, đó chính là duỗi cơ bắp, gọi là khởi động đấy. Thì những cái như thế này thì cái đó các bạn tự làm. Harry sẽ chỉ làm một số cái động tác mà mình thường hay làm nhất thôi, còn cái đó cái chung chung thì các bạn có thể tự làm. Trước mắt của mọi người thì Harry hay là quay chân nè, gặp mũi chân và một cái động tác tay là động tác này để dịch để duỗi cái phần cơ liên sườn của mình. Và cái bài đầu tiên này các bạn sẽ dang rộng hai cái bàn tay của mình sao cho rộng hơn vai một chút xíu, và mình thích theo chiều này, hai ngón tay song song. Nó có nhiều kiểu mà mình chỉ cái kiểu thứ nhất nha các bạn, mình chia sẻ với các bạn kiểu thứ nhất mình hay làm. Rồi các bạn dồn trọng tâm vô phần ngực của mình, hít thật sâu và đưa lên thở ra. Khi các bạn làm các bạn phải tập trung chú ý, là phải suy nghĩ trong đầu của mình, mình đang làm cho cái phần ngực của mình, dồn hết cái suy nghĩ của nó vào nó thì nó sẽ mau lên hơn, sẽ mau có hiệu quả hơn, mà chúng ta tập một cách không kiểm soát và phải cảm nhận cái cơ bắp của mình nó đang hoạt động ra sao. Đó là một cái kiểu thứ nhất. Kiểu thứ hai thì bây giờ mình sẽ quay clip từ trên cao xuống cho các bạn dễ nhìn nhé. Xin chào các bạn. Và bây giờ để đối với cái kiểu push up thứ hai này, mình sẽ để cho hai cái đũa tay của mình nó song song với lại cái phần cơ thể của mình, chứ nó không có bành ra như hồi nãy nữa. Nó song song như này để mình dồn vô. Khi mà mình tập song song vậy đó, mình sẽ dồn vô cái ngực giữa của mình, đúng không? Nè, hồi nãy là mình làm như vậy đúng không? Mình banh hai tay mình ra thì nó giúp cho mình tập cái phần cơ liên, cái là cơ ngực, nhưng mà nó nằm ở cơ ngoài. Và bây giờ mình dồn nó vô, mình khép hai này lại, khép lại cái mình đẩy mạnh lên như này, mình đẩy mạnh lên gì thì nó đang tập cho phần ngực giữa của mình, củng cố phần ngực giữa, chứ cái sức nặng của cơ thể mình sẽ không đủ để tăng cái phần kích thước của ngực giữa lên, nó cần tạ. Nhưng mà ở nhà chúng ta củng cố nó lại để tránh bị cái phần xương sườn nó lòi ra chỗ này, hay là cái xương sườn của mình sẽ có nhiều rất nhiều ở đây. Vì chúng ta tập như này thì chúng ta tạo ra cơ tức là thật, chúng ta giúp cho cái phần xương nó sẽ bị che lấp đi và trông chúng ta khỏe mạnh hơn, không bị ốm yếu nữa. Và khi chúng ta tập như thế này, hồi nãy là hai cái kiểu tay chúng ta banh ra, chúng ta khép lại, các bạn chú ý nhé. Các bạn lấy hai tay song song lại, các bạn dồn cái phần cơ thể mình về phía trước. Và đã xong một bài động tác thứ hai, chúng ta sẽ qua một cái bài tập khác nhé. Và tiếp theo là cũng tập một cái cơ
mà mình thường xuyên tập sống tập ngực, đó là tập cái cơ tay sau này, là mình tận dụng những cái gì có ở nhà của mình. Và các bạn thấy không, mình sẽ có hai chiếc ghế này, mình sẽ có hai chiếc ghế này để làm trụ cho mình. Hai chiếc ghế cách đan thế này nha, và các bạn chọn một bên, các bạn để hai chân lên trên đây, bạn để hai chân lên trên đây, hai tay các bạn dựng vô phần này, các bạn sẽ chống đẩy. Tuy là nó không có nặng bằng tạ tập phòng tập gym, nhưng mà nó cũng cố rất nhiều cái phần cơ của mình để nó bị nhão các bạn. Rồi bây giờ bài tập thứ hai. Tiếp sau đây mình sẽ giới thiệu cái bài tập phòng tại nhà của mình. Đôi khi chúng ta phòng tập gym á, mình đánh lên tạ, mình đánh cái tạ đúng không? Cứ như thế là chúng ta tập được cái phần hông cũng như cái phần đùi. Vì không có điều kiện hay là không có nhiều thời gian, chúng ta sẽ tranh thủ tập những bài tập như thế này để giúp cho cơ thể của chúng ta trở nên săn chắc và dẻo dai hơn. Mình còn khá là nhiều cái bài tập nữa, nhưng mà trong cái video lần này mình muốn giới thiệu những động tác cơ bản như vậy thôi. Nếu các bạn thấy thích và hứng thú thì hãy like, share và subscribe kênh của mình để mình có nhiều động lực làm những clip tiếp theo nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. I'm digging through the glove box.